Lì xì đầu xuân 2022 là chương trình tri ân đầu năm của công ty Vietcobio với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho quý khách hàng, các đại lý thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y trên toàn quốc. Sau 2 đợt triển khai, chương trình đã thành công ngoài mong đợi, thu hút sự quan tâm từ đông đảo khách hàng và chúng tôi đã giao tận tay tới hơn 100 đại lý đăng ký trên khắp cả nước. Chương trình đã thành công vượt dự kiến với những con số ấn tượng, hơn 500 người đăng ký, 100 đại lý hợp lệ, 10 tấn DM Farm giao tận tay các đại lý, tổng giá trị lên tới gần 2 tỷ đồng. Hôm nay đại lý chúng tôi rất vui khi được nhận quà khuyến mại của quý công ty Vietcobio. Tôi rất cảm ơn quý công ty. DM Farm là hỗn hợp của vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí, có tác dụng làm giảm các vấn đề đường ruột ở vật nuôi, hỗ trợ kích thích tính thèm ăn của vật nuôi, ngăn ngừa bệnh, giảm các chi phí về thuốc men. Một lần nữa xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và tham gia chương trình. Vietcobio xin hứa sẽ luôn tận tâm, tận sức, tận tình mang lại những sản phẩm tốt nhất tới tay khách hàng.